Sau một năm lướt lên on TikTok thì mình mới biết rằng là có rất nhiều bạn ly hôn muốn giành quyền nuôi con nhưng không biết bí kíp để giành quyền nuôi con là gì. Hãy lưu ý 5 bí kíp sau. Đầu tiên, hãy tìm bằng chứng để chứng minh người kia có lỗi trong việc ly hôn này. Lỗi đó có thể là ngoại tình, bạo lực gia đình hoặc là không hoàn thành nghĩa vụ của vợ hay là chồng trong quá trình sinh sống. Điều thứ hai là hãy chứng minh điều kiện thu nhập của mình bảo đảm để có thể nuôi con. Đây là một trong những căn cứ để tòa xét duyệt giao con cho bên nào nuôi. Điều kiện vật chất là thu nhập này, chỗ ở này, đảm bảo cho con cái ăn uống học hành này. Điều thứ ba là hãy chứng minh cho tòa thấy bạn có thời gian để nuôi con. Để một đứa trẻ phát triển bình thường thì ngoài yếu tố vật chất ra, yếu tố tinh thần rất là quan trọng. Tòa phải xem xét yếu tố đó để mà giao con cho bên nào nuôi. Hãy chứng minh cho tòa thấy điều kiện tinh thần về nuôi dưỡng, giáo dục, chăm nom con bạn hoàn toàn đáp ứng được, trong khi người kia thì luôn luôn đi công tác xa, không tự mình chăm sóc được con. Thứ tư là hãy tìm bằng chứng để chứng minh cho tòa thấy trong quá trình sinh sống thì người kia có hành vi bạo lực con hay là không quan tâm con. Đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Tại vì đứa trẻ cần phát triển toàn diện trong sự yêu thương nâng đỡ của bố mẹ. Chứ nếu như mà bạn không quan tâm hay thậm chí bạn bạo lực nó thì tòa án không thể nào giao con cho bạn nuôi được. Và điều thứ năm, bạn cần phải chứng minh cho tòa thấy ngoài các cái điều kiện trên bạn còn có thêm những kỹ năng, những khả năng khác mà có thể quan tâm, lo lắng, chăm nom, giáo dục con tốt hơn. Tất nhiên nói thì nghe rất là dễ nhưng thực tế để chứng minh được 5 cái yếu tố này thì rất là cần nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm. Và do đó hãy liên hệ với người có hiểu biết hay là luật sư của bạn.